À, thế bây giờ mình sẽ học cái bài tiếp theo là dị tập 2 nha. Dị tập 2 quý 1 nè. Bây giờ cái bài này á thì chị mở đầu á là bằng cái slide này là trên cái cuốn sách Ta Xuân quý 1 a thầy Andres Abumamad. Thì thầy này á, là các bạn biết là vi sum 4 chỉ có mời, vi sum 4 là hai cái T25 chỉ có mời. Rồi mới gần đây hội nghị Việt Pháp, hội nghị Việt Pháp là thầy có ai nói cái bài thay chậm tăng trưởng tử cung đó, mà rất là hay và các bác sĩ lâm sàng rất là khen. Thật sự cái khuyến cáo của thầy chậm tăng trưởng tử cung theo của trường phái Mỹ đó, là thầy là cái người viết chính đó, cực kỳ nó đơn giản và nó dễ hiểu, dễ xử trí, và nó gọi là evidence based, nó không giống như những cái của những người còn lại của trên thế giới, tức là Isuột, Figo, đó khác với trường phái Mỹ. Thì ông này là ông thầy rất giỏi ha, ông là giáo sư sản mà đồng thời là giáo sư về radiology. Ông này là nguyên chủ tịch hội SMFM, nguyên chủ tịch hội sơ Mỹ ha. Có ông thầy nào mà các bạn thấy có cái người nào giáo sư sản giống như tưởng tượng bác sĩ sản mà đi làm chủ tịch hội sơ Việt Nam không? Không có ha. Ông thầy này là ông này ông giáo sư sản mà đi làm nguyên chủ tịch hội sơ Mỹ đó, ghê không? Ông cực kỳ giỏi và ông có hai cuốn sách rất nổi tiếng, là cái cuốn gần đây là cái cuốn sơ âm quý một. Còn trước đó là ông có cái cuốn mà siêu âm thực hành viết chung với Châu Y á, ông này ông Châu Y là chung cặp với nhau đó, là hai cái cuốn mà siêu âm tim thai của ông mới tái bản lần thứ tư nè, là gọi là bestseller trong cái của cái nhà xuất bản Y học Ten là rất nổi tiếng, là ông cuốn ông là bestseller luôn, được gọi là bầu là số 1 luôn, cực kỳ giỏi, cực kỳ dễ thương nữa. Thì ông tiên đoán rằng á siêu âm quý 1 nó sẽ là cái vai trò chính trong cái xử lý lâm sàng nha, clinical management, chứ không phải là lâm sàng đâu. Ai cứ nghĩ là siêu âm là một cái mảng riêng, bác sĩ sản là chỉ quan tâm đến sản, mà thực sự các bạn sẽ thấy nó khác lắm. Cái người siêu âm, nếu cái người siêu âm mà tốt á, tất nhiên là phải người siêu âm tốt chuẩn mực á, thì sẽ hỗ trợ cho bác sĩ sản rất là nhiều đó. Thì như vậy mình đã thấy cái quý một đó là vừa rồi mình mới học xong đó, là cái siêu âm quý một trong cái vai trò sàng lọc của lục bội, của sàng lọc của tiền sản giật cái vai trò như thế nào rồi. Thì bây giờ đối với cái dị tật thai cũng vậy nữa các bạn, nó sẽ là nó hỗ trợ như thế nào trong cái quý 1 ha. Thì năm 2010, cái này là mấy ta, 2013, 2011, 2013 hay sao, là cái bài hướng dẫn siêu âm thực hành quý 1 thai kỳ A sụn này. Thì thôi bây giờ mình là bác sĩ siêu âm á, thì mình nên cũng nên theo những cái chuẩn mực chuẩn hiện nay mà nó là cái tạp chí rất uy tín, đó là A sụn ha. Thì nó có ra một cái hướng dẫn thực hành siêu âm quý 1, thì dạy các bạn đây cũng dựa trên cơ bản là cái guideline này. Các bạn lên iSuột đây nè, iSuột thì nó không có free như FNF, nhưng mà những cái guideline của nó là free. Và quan trọng là nó có dịch ra tiếng Việt. Tất cả những cái guideline của iSuột đều đã, em các bạn vô cái iSuột guideline, các bạn vô cái guideline translation, nó thấy cái hình cờ đỏ sao vàng nó nhấp vô á là cái phần dịch đó. Thì nào dịch là từ quý 1, quý 2, Doppler, dị tật tim, hoặc là gần đây thì có thai chậm tăng trưởng, rồi những trường hợp thai siêu âm trong chuyển dạ, vai trò em trai vân vân. Thì các bạn lên đây các bạn đọc những cái bài toàn văn, thực sự nó hơi dài đó, đọc cũng hơi mệt đó, tiếng Anh tiếng Việt đầy đủ hết. Thì đây là cái bản tóm tắt của siêu âm hai guideline quý 1 theo iSuột. Thì đây là những cái cấu trúc mà mình cần khảo nó khuyến cáo mình phải khảo sát đó. Thì mình sẽ đi vô chi tiết, thì chị sẽ nhấn mạnh trong cái bài này dựa trên cái khuyến cáo iSuột sẽ làm cái gì. Thì bây giờ mình coi lại cái vai trò của cái siêu âm quý 1 nè trong cái chẩn đoán những cái bất thường hồi thai, bất thường bẩm sinh trong cái thời đại của tiền sản không xâm lấn. Thì như nãy chị nói các bạn là cái các bạn bị cái NIPT á, các bạn cứ thấy là độ mờ da ngắn dày, các bạn đẩy đi làm NIPT mà các bạn quên cái vai trò rất quan trọng là siêu âm nó sẽ có thể phát hiện rất nhiều cái bất thường thai ha. Cho nên là mình phải 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 hiểu rằng cái quý 1 nó sẽ giúp được cái gì. Rồi thì đây là một cái nghiên cứu năm 2017 của tác giả Bi Lạc Đô, và này là past president của iSuột, là vừa mới xong chức luôn á, là vừa mới sắp xong cái president của iSuột. Hội nghị Việt Pháp rồi cũng có mời bà nói mấy bài cũng rất là hay, bà là một cái người rất nổi tiếng trên thế giới về cái vấn đề FMF, về cái fetal medicine đó. Thì làm cái nghiên cứu cho thấy rằng á, ở cái thời điểm mà 11 13 tuần á, tức là thời điểm này nè 12 13 tuần này, 65% á mà nó phát hiện được cái dị tật ở quý 1 á, thì có 45% là nó có bất thường cấu trúc. Thì trong cái nhóm mà bất thường dị tật này ở quý 1 thì các bạn thấy là có 45% là bất thường cấu trúc, và tất cả những cái bất thường nhiễm sắc thể nó đều có cái biểu hiện ở quý 1.
Đó. Thì như vậy các bạn thấy rằng cái siêu âm hình thái ở quý 1 á, nó có thể tầm soát được gần một nửa gì 45% bất thường cấu trúc. Và nếu là bất thường nhiễm sắc thể, nó sẽ có thể hiện ở quý 1 bằng cái da cái dày hay là bất thường gì đó, mà nghĩ đến nó sẽ có một cái bất thường nhiễm sắc thể. Cái thứ hai là 52% những cái bất thường cấu trúc nó sẽ có độ mờ da cái dày. Có nghĩa là các bạn thấy rằng những cái bất thường cấu trúc ở quý 1 thì một nửa những cái bất thường cấu trúc ở quý 1 có da gáy dày. Thì như vậy những cái đứa da nó mình nói ngược lại thì những đứa da gáy dày một nửa nó sẽ có bất thường cấu trúc đúng không? Thì như vậy khi mình thấy da gáy dày là mình biết trong đầu mình là hai đứa con một đứa có bất thường cấu trúc. Vậy thì mình phải làm sao? Mình phải siêu âm quý 1 hình thái học. Mình phải coi kỹ nó có cái gì bất thường mà có thể thấy được. Chứ automatic đi làm NIPT là hết sức vô lý. Đó. Chị nói thiệt các bạn, hồi xưa cái lúc anh ai mời PT mới ra, chị là cái người đầu tiên mời ông thầy về, ông Thomas Messi, cái ông nó còn cái tên trên cái slide mà của cái hãng Harmony, Harmony Test, tức là đó, ông là cái test Harmony đó. Là ông giáo sư ở Francisco. Ông rất nổi tiếng nhưng mà ông sau đó ông chuyển qua làm cho cái hạt Harmony Test. Thì ông là cái người đầu tiên về Việt Nam, cái hội nghị đầu tiên ở Việt Nam nói về NIPT là ông đã nói từ năm 2014 mà thôi. Thì các bạn thấy trong vòng mấy năm nay á, là nó rất là nhanh và nó trở thành một cách thường quy Việt Nam. Tuy nhiên bây giờ là nó bị quá lạm dụng đi. Mình phải biết cái nhược điểm, cái ưu điểm của NIPT để mình sử dụng cho đúng. Mà đặc biệt là mình là cái người siêu âm chứ mình không phải là cái người đi bán test. Để mình nói mình cổ vũ cho cái test đó, mình phải hiểu cái giá trị nó ngang đâu và cái disadvantage của nó là cái gì. Thì như vậy các bạn thấy rằng các bạn là cái người làm siêu âm đó, thì các bạn phải thấy rằng khi thấy da gáy dày, cái ngưỡng nào làm NIPT, ngưỡng nào không được làm NIPT, và khi thấy da gáy dày thì phải coi kỹ hình thái học đó. Cho nên những cái bất thường cấu trúc nó rất hay đi kèm với da gáy dày. Thì thấy da gáy dày phải coi kỹ lại hình thái học. Và các bạn thấy đặc biệt đối với tim bẩm sinh đó, đó, 1/3 nó phát hiện ở quý 1 đó. Thấy không? Đặc biệt đối với cái dị tật tim bẩm sinh. Tất nhiên đây là nghiên cứu nước ngoài, người ta làm kỹ, người ta có thời gian 40 phút, 30 phút ca mà người ta có máy tốt. Mà bây giờ mình làm 5 phút, 10 phút ca cái máy mình không tốt và mình không có kinh nghiệm nữa thì tất nhiên mình không thể đạt được cái tỷ lệ này. Nhưng mà các bạn thấy trên thế giới người ta đang như vậy đó. Những cái nước đã phát triển nó như vậy đó để mình mà ráng theo. Ở Việt Nam mình nếu những cái người giỏi, những người có máy tốt là họ cũng làm được. Thì bây giờ nếu mà mình thấy nghi ngờ đó thì mình phải chuyển lên tuyến trên hoặc là mình hội chẩn cái người giỏi hơn. Nhưng mà các bạn sẽ thấy. Còn đây là cái tỷ lệ phát hiện dị tật hai trong thai kỳ của cái nhóm nghiên cứu Kiprop Nilakadi, tức là những cái bất thường mà không không phải là bất thường nhiễm sắc thể, tức là bất thường cấu trúc đó. Tức là sau khi những cái bất thường nó loại bỏ cái bất thường nhiễm sắc thể bên thì còn là cái bất thường cấu trúc. Thì ở quý 1 là phát hiện khoảng 27%, quý 2 53% và quý 3 là sau sanh 18%. Như vậy thì mình thấy cái vai trò của siêu âm nó không phải là mình nó đổ mặt đổ đổ chỉ đổ lên cái vai trò của cái thời điểm quý 2. Đúng không? Thời điểm quý 1 coi rất sơ sài, thời điểm quý 3 cũng coi rất sơ sài. Có gì tật là đổ thừa, tại sao quý 2 không thấy? Đó, cái tâm lý là như vậy. Nhưng mà cái nghiên cứu này các bạn sẽ thấy rằng á, bạn nhớ nôm na là một nửa phát hiện quý 2, 1/4 phát hiện quý 1 và 1/4 phát hiện ở quý 3 và sắp xong. Cho nên ở quý 1 cũng phải coi bất thường hình thái và quý 3 người ta quay lại mình 32 tuần là phải coi hình thái học muộn. Nhiều ca bỏ sót lắm. Tại quý 3 không coi hình thái. Đó, cứ nghĩ là quý 2 bình thường. Yên tâm nhưng mà thật sự không phải vậy. Cho nên đối với mình nó ba quý ba không phải chỉ tới là rồi đo đầu đùi cân nặng nhiều xong rồi bập bập cái Doppler lên là cái Doppler rốn một cách thường quy. Ở cái người không chậm tăng trưởng là nhìn thấy học thì không có dòm lại, mà các bạn sẽ thấy rằng mình sẽ bỏ sót đó. Cho nên là những cái bất thường mà ở quý 3 nhiều khi nó mới xuất hiện mà quý 2 không có, quý 2 chưa thấy thì cũng phải là bỏ sót nữa. Cho nên mình phải thấy rằng á, cái vai trò sơ quý 1 là mức độ nào, quý 2, quý 3 như thế nào. À, thì những cái bất thường mà mình được chẩn đoán quý 1 các bạn nè, 100% các bạn không được bỏ sót này. Bây giờ tới 5 tháng gặp ca vô sọ là rồi, 12 tuần bị sót. Một cái não thất duy nhất thể không phân chia mà 5 tháng mới phát hiện như vậy, quý 1 nếu có đi siêu âm là lỗi của người siêu âm. Thấy không? Thoát vị rốn, hở thành bụng, bất thường phức hợp cơ thể, ngũ chứng thăng trang, tim ngoài lồng ngực, ở ba lá, Angiosperm, không lỗ ban động mạch phổi. Đây là những cái chẩn đoán được ở quý 1 100%. Còn trên 50%,
tỷ lệ trên 50%, có nghĩa là có nơi chẩn đoán được, có nơi không chẩn đoán được là gì? Chạy đôi đốt sống, chịu sẵn tim trái, kinh nhị thất, những cái gì tật tim phức tạp, đồng phân, tắc nghẽn đường niệu dưới, mất đoạn chi. Trên 50%, có nghĩa là cũng có khi thấy đó, tay chân quý một phải coi rồi. Biến dạng akinisa, loạn sản xương. Còn những cái bất thường mà phát hiện dưới 10% ở quý 1 thì các bạn thấy những cái này đa số là những cái bất thường mà ví dụ như giãn não thất, bất sản thể chai. Quý 1 đâu đã thấy nổi đúng không? Bất thường tắc nghẽn khí đạo đâu đã hình thành đâu. Rồi khuyết khuyết phát liên thất làm sao chẳng có gì nổi đúng không? Vân vân. À, những thận móng ngựa tay chân khèo quý 1 nhiều khi cũng bỏ sót, tức nghĩa là cái tỷ lệ phát hiện dưới 1%. Thì cái nghiên cứu này là của MLM người ta show ra như vậy để các bạn thấy là mình nó chắc chắn mình không được bỏ sót cái nhóm này, còn cái nhóm này là nếu mình giỏi mấy mình tốt mình có thể phát hiện được. Thì mình giờ theo thứ tự đầu mặt những bụng chi thôi ha. Thì đầu á thì cái bài này chỉ có sử dụng một số hình ảnh của bài trên cuốn sách mà quý 1 của ông thầy Abu Hamad hồi đầu show đó, với là cái hình những cái hình của FMS trong cái bài siêu âm hướng dẫn sàng lọc quý 1. Thì đầu tiên trên mặt cắt đầu á, người ta khuyến cáo mình làm ba cái mặt cắt đó, mặt cắt ngang, đám rối mạng mạch này. Các bạn sẽ thấy vòm sọ đám rối mạch mạc, đây là cái thành não thất bên với có cái đường giữa phân chia hai bên đám rối mạng mạch lấp đầy não thất bên. Mình check ở phía trước mình thấy hai nhãn cầu nha các bạn, máy vừa vừa cũng thấy được hai cái nhãn cầu rồi, bên trong thấy thủy tinh thể, cho nên mấy đứa không có mắt là phải thấy. Rồi mình check ra hố sau á, là các bạn sẽ thấy đây là cái vùng não thất 4, đây là cái bể lớn hố sau, và cái hình lúc này nó có như hình lỗ chìa khóa, và đây là hai cái đám rối mạch mạch, đây là cái xương chậm. Đó là những cái mình sẽ thấy trên mặt cắt ngang. Thì đầu tiên là mình trên mặt cắt đầu là các bạn phải luôn thấy được cái dị tật vô sọ đó, thì nó có ba cái tên nha, vô sọ này, lồi não này, thông não này. À, thì 12 tuần là mình phải có vòm vòm sọ hoàn chỉnh rồi, cái thời điểm đo nhan cái á, bây giờ mình thấy đây là cái khối mô não này, có nghĩa là nó không có cái sọ nhưng mà có khi mình thấy còn cấu trúc mô não, có khi mình không có cấu trúc mô não, nó bị gọi là hoại tử biến mất đi ha, thì gọi là anencephaly. Còn khi mình thấy có cái hình ảnh vẫn còn cấu trúc mô não thì esencephaly. Ở đây một ca vô sọ này mình nhìn nè, cho nên các bạn thấy hồi đo độ mờ da gáy nha, tập trung nhất là mấy cái cam nó còn nhu mô não, chị tại chị ngồi đây chị thấy những cái hậu có mấy bạn lắm, cho nên chị hay nói với các bạn hay sai cái gì để mình đừng sai chứ gì trơn, chứ không phải ai bài bác gì. Mình cứ tập trung vô mình đo cái độ mờ da gáy đúng không, mình quên dòm hình thái đúng không, mình lướt lướt qua cái máy mình cũng không rõ, mình cũng không biết nó có cái vô sọ lúc này chẩn đoán được, có thể như vậy đi nhưng khi không đi học cái rồi đo da gáy, tập trung đo da gáy quên mất cái này vô sọ, nó không có cái vòng sọ đó. Đó, nhất là mấy cái ca mà nếu mà nó không có cái nhu mô não, vẫn còn cái nhu mô não nữa là dễ sót lắm. Rồi cái thứ hai là não thất duy nhất mà thể không phân chia đó, thì các bạn thấy rằng đây là cái hình ảnh bình thường 12 tuần, các bạn phải cắt cái mặt cắt ngang, bạn thấy đây là cái đường giữa phân chia này, hai cái đám rối mạch mạc hình cánh bướm này lấp đầy não thất bên, gần như lấp đầy. Còn bây giờ nếu mình coi một ca mình thấy nó không có cái đường giữa, não thất từ bên đây thông qua bên đây, nó không còn cái hình hai cái cánh bướm này nữa, thì phải nghi ngờ cái thể không phân chia alobird đó, cắt dọc, cắt ngang, cắt corona. Rồi tiếp theo là cái thoát vị màng não, thì các bạn thấy rằng cái thoát vị màng não á, nhiều cái 12 tuần mình thấy rồi mà mình không để ý là mình sót đó, thì đây là một cái ca thoát vị màng não ha. Thì các bạn thấy trong cái nghiên cứu đầu mình nói thoát vị màng não là phải thấy 100% ở quý 1 đó, nó khuyết xương này và nó sẽ ra cái nhu mô não đây. Thì đây là những cái ca mà ở trên phytos.net nó có những cái ca mà nó rất là hay, ca này chị đưa vô cho các bạn, và các bạn biết gì không, nó trong cái bệnh cảnh da cái dày mà nó đi kèm với cái gì thoát vị màng não này, nó rất là hiếm gặp, cho nên là mình loáng thoáng mình không để ý, mình tưởng đây da cái dày không, mình tưởng đây là cái bắp bên trong đúng không, nhưng mà thật sự đây là một cái thoát vị não, thoát vị màng não trong một cái bệnh cảnh da cái dày. Rồi bây giờ người ta nói có những cái dấu mà trên não mà nó gợi ý cái chạy đôi đốt sống, một cái thể sống thể hở, thì nãy như chị nói quý một á là mình thấy hai cái đám rối mạch mạc nó rất lớn, gần như lấp đầy não thất bên, nhưng mà nếu mà nó quá nhiều đi nó gọi là dry brain, có nghĩa là không thấy nước, không thấy não thất, cái dịch não thất còn lại nhiêu chân thấy vô thấy toàn là cái đám rối mạch mạc không á, thì nó có thể một cái gợi ý nó là cái dấu hiệu gợi ý của trẻ đôi đốt sống thể hở, có nghĩa là do gì nó tụt não á, cái não thất nó tụt xuống rồi cái dịch não tủy trong đây nó bị chảy ra, cho nên là mình thấy cái lượng nước trong đây rất nhiều mà đa số là cái đám rối mạch mạc. Thì cái ông Châu Y cũng làm cái nghiên cứu này cũng gợi ý năm 2019, thì nói chung là gợi ý thôi chứ không phải là cả những cái ca đều có mình nó đặc hiệu. À, rồi mặt cắt corona thì mình sẽ làm hai nhãn cầu, các bạn sẽ phải thấy rồi nha.
mình đánh giá những cái chồi mặt. Đây là một cái ca holo nè, các bạn thấy hai mắt nhỏ này gần nhau nè. Mấy ca này các bạn dance, các bạn nhớ rằng cái quý 1 các bạn một cái thông cụ rất là tốt cho các bạn, đó là các bạn coi ngã âm đạo. Tất nhiên cái thế đó, ví dụ coi cái đầu thì cái đầu phải cúi xuống đó, thì đây là một ca holo với có cái chồi mặt, hai con mắt nhỏ gần nhau này, hai con mắt này. Cho nên là mình thấy da gáy dày, mình thấy nghi ngờ não thất duy nhất á, mình nhớ coi kỹ cái mặt 12 tuần thấy hết trơn rồi. Bây giờ cái thứ hai là cái mặt cắt Nisargatan, thì mình đã học trong cái bài quý 1 là cái da gáy rồi, thì hôm nay chị nói thêm cái IT, tức là intracranial translucency. Thì bình thường các bạn sẽ thấy trên cái mặt cắt ngang này á, và xin lỗi mặt cắt dọc giữa này, mình thấy đây mặt cắt rất chuẩn cái bài sắp của thầy, trời ơi nó đẹp. Đây là xương mũi nè, đây là cái xương hàm trên, nó có cái rãnh double thêm cái xương vòm nữa, nó không có bị nối lên đó. Thì mình sau đây mình da gáy sau đây mình không để ý nha, mình để ý đây là nó có ba cái khoảng sáng. Thì đây là cái thân não này, đây là cái IT hay còn gọi là não thất 4, và dưới này gọi là cái sector mặt na. Thì đối với những cái gọi là trẻ đôi đốt sống á, thì nó sẽ mất cái sector mặt na đi đó. Thì cái xin lỗi, cái nó sẽ bị sụp xuống ha, thì cái IT nó biến mất đi nè đó. Cho nên các bạn thay vì thấy ba cái hai cái hoặc là những cái bất thường hố sau á, cái sector mặt na này nó bị lớn ra đó. Cho nên mình nhìn thêm kỹ lần nữa thì mình để ý mình thấy sau đây cái khoảng không kém ba cái đường song song, nếu nó còn hai hai đường. Thì ví dụ đây là sector mặt na, đối với đây mình thấy ha, đây là IT, trẻ đôi đốt sống thì nó bị tụt đi, nó biến mất cái này đi, cho nên mình chỉ thấy hai khoảng thôi, thân não thôi. Và một phần cái chỗ này nó rất là nhỏ, nó có thể là một cái sector mặt na nó bị xẹp lại. Còn đang đi worker thì cái IT nó biến mất mà cái sector mặt na nó lớn ra, nó giãn lớn ra. Cho nên mình sẽ gợi ý đây là đang đi worker malformation ở quý 1. Thì đây là cái hình minh họa nè. Ví dụ các bạn thấy đây nó ba cái đường sáng này, ba đường kém này. Brainstem này, IT và đây là sector mặt na. Thì các bạn thấy bên đây này, nó biến mất cái IT với sector mặt na, thì đây nghi ngờ trẻ đôi đốt sống lắm, nó biến mất rồi. Mình để ý đi, nó cũng gợi ý đó. Rồi mình đi cái xương hàm trên, mình cắt mặt. Tại vì dù sao khi các bạn, tại sao cái bài này, tại vì không phải là nó quá cao siêu đâu, tại vì dù sao bạn cũng phải thực hiện một mặt cắt dọc giữa để bạn đo gì, đo cái da gáy, đúng không? Thì trên cái mặt cắt dọc giữa đó, thay vì mình chỉ focus vô cái da gáy mình đo, mình nhìn lại mình thấy cái brainstem có hay không, mình thấy cái IT, cái sector mặt nạ có hay không, hay là cái sector mặt nạ nó lớn lên để mình hẹn người ta theo dõi. Hoặc là ví dụ da cái dày mà kèm cái đó bất thường chẳng hạn, thì mình phải biết là nó có cái đó để mình đừng làm NIPT, mình làm hình thái, mình làm chọc ối vân vân. Thì trên đường này là các bạn sẽ thấy khi cái mặt cắt chuẩn là các bạn sẽ thấy, chị nhắc đi nhắc lại là cái xương hàm trên nó đi thẳng ra, nó không bị nối lên. Thì mình muốn sẵn mình dòm cái xương hàm trên luôn, mình thấy làm sao, tất nhiên mình phải có cái máy tốt. Thì các bạn thấy này, nó mất liên tục nè, thì gợi ý nó trẻ vòn đó. Đây là những cái ca mà nhiều khi nó chỉ trẻ cái khẩu cái cứng thôi, mình không thấy sức môi đâu. Thì quý 1 á, đưa nghiên cứu với thầy Châu Y đó, với thầy Kip Rodriguez nghiên cứu này 2015 đó, thì dựa trên cái có cái mất cái khoảng ghép này á, thì mình nghi ngờ, chứ không phải mất khoảng ghép này là chắc chắn là nó trẻ về, là trẻ vòn, nó có khi là nó do dương giả nữa. Nhưng mà dù sao nó gợi ý có nguy cơ có thể, hoặc là những cái mà nó trẻ hai bên đó, mà cái xương hàm trên nó lú ra là 12 tuần bạn cắt rồi bạn thấy nó lồi lên một cục ngay cái mặt liền đó. Trên đứng ngang thôi, cái này nó hơi khó, chị cũng không cần các bạn ấy, nhưng mà thường đó là khi trên mặt cắt đứng ngang thì các bạn sẽ thấy đây là cái vùng tam giác sau mũi. Thì hai đây là hai cái cánh xương mũi nè, đây là cái phần trên xương mũi, hai bên cánh xương mũi. Thì bây giờ mình thấy cái bình thường á là cái xương hàm dưới á nó sẽ có cái khoảng trống vậy. Bây giờ mình không thấy này là mình nghi ngờ cái gì đó không? Cằm nhỏ, cái cằm nó nhỏ, hai cánh xịt lại. Hoặc là bình thường đây nó liên tục. Còn nếu mà đây mình thấy nó bất quản là mình nghi cái xương hàm trên nó bất liên tục. Nói mấy cái này thì hơi khó. Cắt mà chị cắt á, chị mà mình cắt tới cắt luôn cái kỹ lắm, nhưng cái xương hàm dưới là một cái dấu rất là dễ tương đối để coi được. Còn cái trên mình cắt tới cắt luôn nhiều khi nó mất liên tục mà do nó giả. Thì đó, thì bây giờ có những nghiên cứu đó người ta làm từ 2009 ha. Cái ông này là ông ở Chile cũng nổi tiếng lắm, thì ông dựa trên cái này, ông nói, ví dụ ông nói là đây cái xương hàm trên nè nó liên tục, còn đây nó mất liên tục. Ông làm trên 3D, ông gợi ý cái trẻ vòm. Nhưng mà thôi mấy cái này sâu lắm. Nhưng mà các bạn thấy đây, ví dụ đây là một cái ca trẻ vòm, ca cầm nhỏ đó, trên quý 1, thì mình coi lại mình sẽ thấy nó mất cái khoảng có hay không. Ví dụ bình thường là mình sẽ thấy cái nó bình thường đó, nó không bị nhỏ, nó sẽ có cái khoảng trống.
Và khi mình cắt ngang lại, mình sẽ thấy nó không có cái khoảng trống mà mình nghi cái cầm nhỏ. Cho nên cái tập cầm nhỏ quý 1 chẳng đoán rất là nó cũng thấy rồi. Nhân ngực thì tim. Thì đây nếu các bạn có khả năng, các bạn có máy móc thì đây là những cái mặt cắt mà có thể thấy được mặt cắt bốn buồng. Cứ như các bạn nhớ là quý 1 các bạn nên làm cái Doppler, tại nó sẽ bỡ đỡ cho bị dung giả. Bốn buồng, buồng thoát thất trái và ba mạch máu. Thì ví dụ cũng như quý 1 vậy đó, cái bài hình thái quý 1 các bạn sẽ thấy cái trục tim rất là quan trọng. Nếu cái trục tim mà nó gần như 90 độ thì nó sẽ gợi ý gì tập tim. Thì cái ông cha Abu Hamad ông làm cái nghiên cứu năm 2010 thì xác định cái vị thế cái trục tim bình thường ở 11 đến 14 tuần này, cái thời điểm đo nhai cái này nó khoảng 45 50 độ thôi. Cho nên mình thấy cái trục tim ở thời điểm này mà nó sai á, là phải nghi ngờ dị tật tim. Cho nên ở quý 1 á, mình không có coi được dị tật tim thì mình coi cái trục tim cũng rất là tốt ha, tại vì nó sẽ giúp cho nó mình tầm soát được cái dị tật tim. Rồi cái khảo sát ống tĩnh mạch là một cái mặt cơ nó nhiều cái bất thường lắm, mà ở thời điểm 11 tuần không phải khó khảo sát đâu. Mình phổ Doppler mạch, mình phổ mà cắt dọc giữa chuẩn thì mình đo da gáy, mình đo đầu mông á, mình phổ thêm cái Doppler thì thấy đây cái tĩnh mạch rốn vô nè. Thì mình thấy chỗ này nó alazin hơn chút. Nó có cái hiện tượng tăng vận tốc lên, đó là cái ống tĩnh mạch nó đổ vô cái tĩnh mạch ở dưới, ngay dưới tim. Thì các bạn bỏ cái cửa sổ gây đây thì bạn thấy cái sóng ba pha này là mình biết đây nó có hiện diện ống tĩnh mạch. Tại vì không có cái ống tĩnh mạch nó sẽ có nguy cơ tăng lực bội và nguy cơ dị tật tim, nguy cơ bất thường sắc thể hiếm, rất là nhiều thứ ha. Đó. Thì mình nếu mình có khả năng và mình có ấy thì mình nên làm thêm cái ống tĩnh mạch. Thì cái ống tĩnh mạch nó là một cái để giúp mình tầm soát bất thường nhiễm sắc thể và bất thường dị tật tim ha. Rồi những cái mặt cơ khác ở quý 3 mà các bạn những cái bất thường các bạn có thể thấy đó là hở ba lá. Thì nếu mà hở ba lá gọi là bệnh lý khi cái vận tốc có trên 60 cm giây, và đây ví dụ đây là bình thường còn đây là bất thường, cái dòng đảo ngược nó trên 60 cm giây và kéo dài hơn một nửa thời gian trong tu đó, cái bề rộng nó phải trên một nửa, còn đây là những cái hở ba lá sinh lý thôi, vận tốc nó không trên 60 cm giây thì không gọi là bình thường thôi, thì nó cũng là một mặt cơ của đau ha. Thì cái nghiên cứu người ta làm về cái tầm soát dị tật tim, cái tỷ lệ phát hiện sớm cũng có nhưng mà làm bị lệch, bị sai lệch cũng có nha. Nhưng mà nếu mình có khả năng và nếu có máy tốt thì mình cũng biết có những cái bất thường tim nó phát hiện ở quý 1 tới 1 phần 3 đó, những cái nghiên cứu của người ta. Rồi xuống bụng thì mình coi cái gì? Mình coi hở thành bụng, mình phải coi cái vị trí dây rốn vô để mình biết những cái hở thành bụng này có phát vị rốn nè. Hay hở thành bụng các bạn thấy này, đây là hở thành bụng, ruột nó trôi tự do ra ngoài, đây là cái dây rốn, đây là ruột nằm kế bên đó, thành ra mấy cái dị tật hở thành bụng và thoát vị rốn 100% mình phải phát hiện được ở quý 1. Còn cái thoát vị rốn sinh lý là các bạn nếu trước 11 tuần mình đừng có đọc nha, các bạn thấy đây một ca da gáy dài có kèm thoát vị rốn đó, chứ mình cứ cắm cuối mình đo cái da gáy mình xóa cái thoát vị rốn đó, đây là một cái ca thoát vị rốn dưới ruột đó. Cái thoát vị rốn nó khác hở thành bụng gì, rốn nó có gì, cái màng bao, cho nên các bạn sẽ thấy cái khối nó tròn, còn cái hở thành bụng á, là nó nham nhở, cho nên thấy cái khối tròn mà hình như bông cải là hở thành bụng, mà thấy tròn quay vậy là thoát vị rốn à, tại vì thoát vị rốn á là nó có nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể cao, là thoát vị rốn có chỉ định sinh lý gây nhau chọc ổ, còn hở thành bụng không có nha, nếu mà đơn thuần là không có đó, tại vì nó không có liên quan bất thường nhiễm sắc thể. Ở đây một cái ca thoát vị rốn 12 tuần nó chứa gan, cho nên các bạn thấy cái khối nó lớn hơn, nó có cái màng bao rất rõ này ha, 12 13 tuần gì thôi đó. Đó, cũng thoát vị rốn kèm da gáy dài chứa ruột chứa gan. Rồi bây giờ cái bàng quang ở quý 1 là một cái mà nó có thể làm tăng nguy cơ lệch bội, cho nên ở thời điểm 12 tuần mình sẽ thấy thì khi nào gọi là bàng quang to. Bàng quang to là khi trên 7 mm, mình đo cái chiều dài này nè, nếu mà nó dưới 7 mm là bình thường, mà nó trên 7 mm là bàng quang to. Thì trong 7 đến 15 á, gọi là bàng quang to thì nó sẽ làm tăng nguy cơ lệch bội. Còn nếu mà nó to quá mức 12 tuần mình có thể gặp cái bất gọi là hội chứng mani đào sau á, nó bích lại, nó bàng quang nó căng, nó to trong bụng em bé có cái khối nang lớn, thì mình phải nghĩ nó là hội chứng mani đào sau. Thì thường nó to rất là to, mà nó trên 15 mm, thì nó thường là nó trong bệnh lý tắc nghẽn lệch bội tỷ lệ ít hơn, mà đa số là tắc nghẽn. Còn cái nhóm mà nhỏ nhỏ này, to vừa này á, thì nếu mà loại trừ lệch bội thì 80% bình thường à, và trên 90% tự biến mất, có nghĩa nó là sinh lý ha. Thì đây là một cái ca bàng quang to này. Đó, mình thấy đó, mình biết chắc đây là bàng quang là vì mình phổ Doppler màu lên, đây là cái hình cắt ngang các bạn ha, cắt ngang bụng đó,
thì các bạn sẽ thấy hai bên nó có hai cái động mạch rốn chạy hai bên, cho nên đây là cái chắc chắn cái bàng quang ha. Và bây giờ chi cũng vậy, các bạn phải coi chi nha. Ví dụ đây là một cái ca da gáy dài mà tay chân cụt ngủn nè, đó là cystic fibroma. Rồi các bạn thay coi cái tay nữa nè, thì chim cắn cụt 12 tuần, 13 tuần các bạn coi cái tay rất rõ luôn luôn là tay xòe. Coi có đủ ba đoạn cẳng tay bàn tay xòe, cánh tay xương đùi, xương cẳng và bàn chân. Phải coi quý 1 và các bạn thấy đây là những cái hình âm đạo đó. Chân khèo đã thấy được rồi đó. Hai bàn chân khèo. Đó, cho nên là 12 tuần là các bạn thấy là dị tật chi. Ở đây là một cái ca da gáy dài mà bạn thấy cái gì bất thường không? Nếu các bạn không muốn quen các bạn nhìn không ra nè, đây là một cái ca mà tạo xương bất toàn, nó có hóa vôi vàng sọ kén, mình nhìn cắt ngang cắt cái đầu đó mình thấy cái xương sọ có rõ không, ngại gì mới chẩn đoán được đã, chân tay nó ngắn luôn đó. Cho nên da gáy dày mình nhớ là nó có bất thường cấu trúc, mà đặc biệt là những cái bất thường chi á, phải coi tay chân có ngắn không, hóa xôi vàng sọ bình thường hay không. Ở đây là một cái ca vô sọ mà do hội chứng giải sẽ ối, thì mình thấy cái vòng sọ không, không có sọ não này, nó có cái giải ối dính vô này, hội chứng giải sẽ ối đó làm cắt cục cái mất cái vuông sọ đó, nó dính nè. Rồi như vậy tóm lại đối với cái xâm quý 1 á, là các bạn nhớ những cái khuyến cáo của quý 1 ha, gồm những cái mặt cắt gì, trong đó đặc biệt cái mặt cắt chập giữa rất quan trọng ha. Và khi các bạn nghi ngờ bất thường hoặc là các bạn nên làm thường quy, nếu các bạn có ngã âm đạo và đặt vô và em bé cũng kích thế khảo sát được, các bạn cứ làm thì cứ nghe lời chị đi, các bạn hãy làm một cái siêu âm ngã bụng, rồi các bạn làm một cái siêu âm ngã âm đạo thì các bạn sẽ thấy nó giống như giữa ngày và đêm, cái đó chị không có nói quá đâu. Cho nên chị khuyến cáo các bạn là quý 1 các bạn đo da gáy, tất nhiên khi các bạn đo da gáy các bạn làm trên ngã bụng á, hoặc các bạn đo đầu mông á, thì trên bụng các bạn nó di chuyển cái đầu dò để tới để lui xoay ngang xoay dọc, cái thao tác mình rất là dễ. Nhưng mà đối với cái độ mờ da gáy thì đó là đối với độ mờ da, nhưng mà các bạn khảo sát hình thái là các bạn phải đi ngã âm đạo, và đâu đó các bạn thấy thôi cái đường giữa, thấy cái mạch mạc, thấy cái tim bốn buồng, thấy cái dạ dày, thấy cái hai con mắt, thấy cái bàn tay bàn chân. Cho nên thật sự quý 1 các bạn nên làm ngã âm đạo đó, và tất nhiên cái máy. Thì đây là những cái hình ảnh mà mình trên cái hình của quý 1 mà trên guideline của hai sụt đó. Các bạn gì các bạn đọc thêm cái bài đó trên guideline ha. Thì các bạn sẽ thấy đây mặt cắt ngang đường kính đỉnh đỉnh. Mình coi đường giữa đám với mạch mạc lấp gần như đầy. Rồi mình coi xuống mặt cắt bốn buồng tim, mình sẽ thấy đây trục tim 45 độ, hai phổi hai bên, trục tim bốn buồng. Mình đi xuống thấy mình thấy dạ dày bên trái, mình thấy xương sống phía sau. Mình đây thấy hai nhãn cầu, thấy hai nhãn cầu ha. Rồi mình sẽ thấy hai thận này, thấy dạ dày, thấy vị trí dây rốn cắm vô để loại trừ mấy cái thoát vị rốn ở thành bụng. Mình coi bàn tay, bàn chân, một xóm, không phải khó lắm. Và đặc biệt nếu đặt ngã âm đạo vô nhìn rõ lắm luôn. Cho nên mình cố gắng quý 1 mình phải làm cái hình thái là vậy á. Nhất là nó có da gáy dày, nhớ trong đầu có da gáy dày 50% có kèm bất thường cấu trúc, nhớ trong đầu 1/3, 1/4 dị tật 2 đã phát hiện ở quý 1. Cho nên quý 1 không chỉ đơn thuần là đo cái độ mờ da gáy, bực 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 nhịp tim thai, đo cái đầu mông là chấm dứt. Và ngoài cái hình thái nó còn thêm sàng lọc, đo đứt lên động mạch tử cung, tầm soát cái tiền sản giật. Là cái mà hiện nay mà tầm soát tốt và dự phòng tốt ha. Còn cái chậm tăng trưởng thì không hiệu quả. Còn song thai thì mình sẽ phát hiện đó là cái gì? Cái số bánh nhập. Bây giờ chắc mình học nữa không ta? Nó đuối rồi không ta? Bây giờ là 11 giờ kém 15 hả? Thôi mình nghỉ đi ha.